Tôi đố anh em biết là cái ánh sáng của coi cái con đèn ở trong cái clip mà tôi đang quay là ánh sáng của con gì nhá. Đó thì anh em có thể thấy là tôi đang test cho anh em một cái con đèn mà nó phải nói là nó siêu xịn sò và nó siêu sáng luôn anh em nhá. Đó thì cũng chia sẻ với tất cả các bạn một chút. Đó là trên cái hình ảnh các bạn đang xem đó là ánh sáng của con đèn T9 Pro. Đó, sử dụng nguồn điện là 12 cho đến 24V nhé mọi người nhá. Và công suất của con đèn này là 35W. Đó, ánh sáng của con này thì nói thật sự với anh em luôn là không thể chê được ở đâu cả. Ok chưa cả nhà? Đấy thì hiện tại bây giờ ấy, là cái điện thoại của mình cầm thì nó thật sự với anh em luôn là nó không thể nào mà nó có thể quay bao trọn hết được cả cái độ tỏa của cái con đèn này. Đó, nên là mình chủ yếu là mình sẽ quay chính vào trong cái màn hình giữa để cho các bạn có thể nhìn thấy. Đó, thì mình vừa auto bắt sinh mình đá cho anh em rồi, anh em thấy chưa? Đấy, pha cốt bình thường đá bắt sinh loạn nhịp luôn. Ok chưa cả nhà ơi? Và con đèn này là cái con đèn T9 Pro nha cả nhà nhá. Anh em nhớ ghi nhớ cái tên của con này vào để ví dụ như sau này chúng ta có cần để mà lên cái con đèn này thì chúng ta nhớ nha. Và đây là hình ảnh thực tế của nó này, T9 Pro. Con này thì chúng ta có thể lên được cho ô tô và xe máy nhá mọi người nhá. Được chưa? Chúng ta có thể lên được cho ô tô và xe máy. Những anh em nào mà các bạn đang đi xe máy hoặc đi ô tô thì chúng ta đều có thể lên được con đèn này nha các bạn nhá. Được chưa? Đó, sử dụng 12 cho đến 24V và công suất là 35W. Đèn của nó là T9 Pro nha mọi người ơi. Được chưa? Đó, anh em nào mà xem cái video này mà đang có nhu cầu muốn lên cho mình một chiếc đèn để lắp lên xe để đi chơi thì các bạn có thể tham khảo dòng này nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. À, và nhớ con này sẽ được bảo hành là 1 năm nha anh em.